Kính thưa quý vị, tôi vừa nhận được bản tin của ông thấy ông cái chuyện hay vô cùng. Theo như tin tức của tình báo Anh Quốc, quân Nga ở Ukraine đã mất đến 1/3 lực lượng bộ binh, cả về quân trang, quân dụng, cả về quân sĩ. Hôm Chủ nhật 15 tháng 5 vừa qua, báo cáo tình báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Anh cho thấy rằng quân đội Nga đã rất thất thế, đặc biệt là chậm tiến độ so với kế hoạch và có thể đã mất đến 1/3 lực lượng bộ binh cũng như là hải quân về mọi phương diện và không quân. Kể từ lúc cuộc chiến bắt đầu từ ngày 24 tháng 2 vừa qua, Bộ Quốc phòng Anh cho biết là trong bản cập nhật tình báo quốc phòng mới nhất hôm Chủ nhật là Nga đã bị tổn thất nặng nề trong cuộc tấn công ở Donbass và tiến độ sẽ bị trì hoãn hơn nữa. Quý vị biết rằng Donbass là cái vùng miền Nam, Nga nó muốn sáp nhập vào với Crimea, là cái vùng quần đảo mà Nga đã chiếm từ năm 2014 dưới thời Obama. Để cho quý vị biết rằng là lâu nay Obama là một người muốn phá hoại nước Mỹ. Trong thời Obama chúng ta mở nên đi xa lề một tí. Thứ nhất là Obama cho phép thành lập cái ISIS, tức là nhà nước Caliphate của Hồi giáo, gọi là nhà nước Hồi giáo Caliphate. Nó có hàng chục ngàn quân đội, mà tiền là do Obama cho. Bằng chứng là Obama đã chuyển thuê tàu bay Thụy Sĩ chở đến 400-500 triệu đô la tiền tươi qua cho Iran để trao cho Soleimani, là một cái tên tư lệnh coi việc khủng bố của Iran, trả cho Hamas, trả cho Mujahideen, trả cho Hezbollah để nó giết da trắng. Rất nhiều ký giả da trắng đã bị bọn Hồi giáo này nó đem lên truyền hình nó cắt cổ. Obama vẫn vui vẻ đi đánh góp. Hình ảnh con đó. Obama đã từng thả hết cái bọn gọi là ôm bom tự sát, cái tội khủng bố biến cố 9/11 năm 2001 khi nó cướp 404 chuyến phi cơ để mà nó đâm vào hai tòa nhà song lập Kinh đô Tài chánh ở thủ đô New York, rồi lại đâm vào tổ bộ quốc phòng, rồi lại rớt ở ngoài khơi Hoa Thịnh Đốn, làm cho ngoài ô của Hoa Thịnh Đốn làm cho 2.986 người bị chết. Mà Obama lại còn ra lệnh thả hết cái bọn tù binh sau khi lên ngôi mới có được một ngày. Có nghĩa là 21 tháng Giêng năm 2009 Obama đăng quang, thì 22 tháng Giêng năm 2009 Obama ra lệnh đóng cửa cái trại tù Guantanamo, là cái nơi chứa 5.000 tù binh khủng bố của Hồi giáo từ biến cố 9/11 trong vòng một năm. Nhưng mà dân chúng Mỹ họ không chịu, quốc hội Mỹ không chịu và quân đội Mỹ nó không chịu, Obama thất bại. Sau đó Obama chơi cái trò thả từng nhóm. Có một lần một tên đào binh của Mỹ là tên Duffel, hạ sĩ nhất, nó đánh Afghanistan rồi nó bỏ đi theo quân Taliban, mà Obama mời cha mẹ nó đến ca tụng là anh hùng, cha mẹ anh hùng của quân đội Hoa Kỳ. Đến lúc bị quân đội tố khổ nói rằng đó là một cái tên đào binh, Obama đã yểm trợ cho một tên đào binh, Obama xấu hổ quá không dám nói nữa. Mặc dù đã sửa soạn những cái chuyến gọi là gì, diễn hành cho chiến thắng, khi mà cái tên đào binh được trở về thay đổi cho 5 tên khủng bố ở Guantanamo. Đến giờ này thì mọi người đều biết Donald Trump lên làm tổng thống tiêu diệt luôn 10.000 tên Caliphate. Và Obama nằm một chỗ, nuôi cái giấc trả thù bằng cách gì? Mua nhà ngay ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Tất cả các tổng thống Hoa Kỳ khi người ta hết nhiệm kỳ, người ta đều về hưu ở quê nhà. Như ông tổng thống Truman, ông ta hồi hưu về tiểu bang Mississippi để mà ông ta lo vấn đề nông trại. Tổng thống Jimmy Carter, khi mà hết lần tổng thống, ông ta lui về Plain Georgia cho đến bây giờ, sống cuộc đời ẩn dật. Ông tổng thống Eisenhower
đã trở về tiểu bang Kentucky. Ông Tổng thống Lyndon Johnson đã trở về tiểu bang Texas. Chỉ có tên Obama này, nó không trở về ra khỏi tòa Bạch Cung khi mà nó hết làm Tổng thống. Nó mua cái nhà cách tòa Bạch Cung có hơn một mai. Để làm gì? Để nó có cái mưu lưu manh của nó áp dụng cho đàn em sẽ lên làm Tổng thống. Bởi vì 2016 quý vị nhớ nó đưa Hillary không? 99% đảng Dân Chủ nói Hillary sẽ thắng làm Tổng thống. Và bà ta tuyên bố rằng nếu thắng Tổng thống bà ta sẽ là nhiệm kỳ thứ 3 của Obama. Có nghĩa là tiếp tục những cái con đường của Obama đi. Đó là cái gì? Phá hoại nền kinh tế và an ninh của Hoa Kỳ. Nhưng mà thiên bất dung gian, cuối cùng một nhân tài, thiên tài xuất hiện, Donald Trump. Và dân chúng Mỹ đã ồ ạt lựa chọn Donald Trump làm Tổng thống. Kết quả Hillary thất cử, Obama đau khổ gần chết. Hillary khóc lóc, đàn em đảng Dân Chủ khóc lóc. Giống như là câu chuyện của Elon Musk mua Twitter vào ngày 25 vừa rồi, khi mà cái bản tin gọi là hội đồng quản trị đã nghe lời cổ đông đồng ý bán Twitter cho Elon Musk 44 tỷ đô la, thì cái con bé luật sư người Ấn Độ nó kiểm duyệt trong Twitter, nó bật khóc như là cha mẹ chết. Là vì nó biết rằng nó sắp sửa bị lột mặt nạ lưu manh của nó ra. Thế thì trở lại vấn đề, cái bản tin của ông Bộ Quốc phòng Anh cho thấy rằng Putin đang sống dở chết dở. Họ nói rằng là cái tin tức tình báo cho biết cuộc tấn công của Nga ở vùng Donbass đã mất đi cái khả năng chiến đấu. Và bây giờ lính của Nga không còn muốn tác chiến vì họ biết rằng Putin là một tên đại bịp. Mà thật ra có tên cộng sản nào mà không đại bịp đâu. Nhưng mà nhiều cái dân tộc nó còn dốt, nó còn ngu muội, cho nên nó dám mắt để cho cái bọn rốt nát kia đè đầu đè cổ bằng AK-47, bằng lũ liềm và bằng bao cho đi mỏ tôm. Được biết là trong cuộc tấn công ở vùng Đông Bắc miền Đông Ukraine, Nga đã gia tăng 100.000 quân trên 126 tiểu đoàn. Quý vị thấy dễ sợ chưa? Nó dồn lực lượng 126 tiểu đoàn trên 100.000 quân đánh và thất bại. Và đến giờ này, sau 82 ngày chiến đấu, quân Nga đã bị đẩy lùi về phía bên kia biên giới Belarus và Nga. Quân đội Ukraine tuyên bố một cách hãnh diện: kể từ nay chúng tôi tổng phản công và đang đẩy Nga ra khỏi Ukraine về đến biên giới của Nga. Và chúng tôi đang thấy là chiến thắng. Và cái ngày tàn của Putin không còn xa. Đó là lời tuyên bố của ông Tổng thống Zelensky của nước Ukraine trong bài diễn văn trên truyền hình quốc gia vào tối thứ Chủ nhật vừa rồi. Sau khi có nhiều tin tức từ chiến trường tiền phương đưa về cho thấy Nga đã bị thất thủ một cách tệ hại, nhất là sau khi hai tiểu đoàn quân xa và xe tăng thiết giáp của Nga qua dòng sông Dnipro ở gần Donbass đã bị quân đội Ukraine đặt bom giật nổ tấn công hai chiếc cầu nổi, làm cho hàng trăm chiếc chiến xa và xe tăng của Nga nằm dưới lòng sông. Nga chết hàng ngàn binh sĩ. Và sau đó, Zelensky đã lên truyền hình quốc gia tuyên bố Ukraine đang chiến thắng và đã bắt đầu tống cổ Nga ra khỏi nước Ukraine. Và ông còn tuyên bố rằng một ngày gần đây chúng ta sẽ chiến thắng toàn bộ đất nước Ukraine và sẽ chiếm lại hết tất cả những vùng đất mà đã bị Putin chiếm, ngay cả Crimea, là một cái quần đảo mà đã chiếm của 2014, trong khi Obama dám mắt cho nó là. Chưa bao giờ Obama nhục nhã như hôm nay khi mà đã bị lột mặt lại với vấn đề muốn phá hoại nước Mỹ. Rồi các lực lượng của Nga ngày càng bị hạn chế bởi năng lực suy giảm, tinh thần binh sĩ kém và hậu quả chiến đấu giảm sút. Nhất là kinh tế của Nga giờ này bị tiêu diệt. Hiện nay quý vị biết rằng công ty McDonald's là một công ty đã có mặt ở bên Nga từ năm 1990, trước khi Liên Xô bị sụp đổ vào năm 1991. Đến bây giờ là trên 30 năm. Vậy mà McDonald's đã ra lệnh rút hết ra khỏi nước Nga.
trong đó có 850 nhà hàng McDonald's. Công ty tuyên bố là sẽ bán đấu giá cho những người Nga, công ty Nga mua lại và tuyển nhân công và nhân viên của nước Nga để bán. Được biết là trong 850 tiệm này thì có đến 62.000 gia đình của người Nga sống nhờ làm việc với McDonald's. Bởi vậy cho nên bây giờ Putin thê thảm, các ngân hàng của Nga không còn được làm việc và tiền bạc của Nga giờ này chết chết. Nga sống là nhờ vấn đề xăng nhớt, dầu hỏa và khí đốt. Giờ này Liên minh Âu Châu người ta đã tuyên bố dứt hẳn với Nga. Mà hay nhất là Nga có 3 cái hệ thống dẫn dầu đi vào Âu Châu, mà một trong 3 hệ thống dẫn dầu đó là đi qua Ukraine. Tổng thống Zelensky tuyên bố kể từ hôm 1 tháng 5 vừa rồi cắt đứt không cho dầu của Nga đi qua bên Ukraine để bán cho Âu Châu. Vì thế cho nên Nga sẽ thiệt hại hàng trăm tỷ đô la trong 1-2 tháng tới. Kính thưa quý vị, là một lần nữa tôi xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 3. Xin cảm ơn quý vị.